và đang ngồi ghi những cái dòng chữ có vẻ như là khá là ngoan ngoạc. Chắc có lẽ là anh ngồi ở đây để chờ sự tình thương của tất cả mọi người để mà có thể giúp đỡ anh vượt qua những cái khó khăn. Tại vì không có ai á mà lúc trời mưa mà lại ngồi mặc cái áo mưa ngồi lủi thủi như thế này, cô bác của anh chị. Tôi không nhà, không cửa, không ai mướn tôi làm gì cả. Tôi nhờ cô bác giúp giùm, tôi xin cảm ơn. Không biết là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới có tuổi con mèo mới 49 à. Một cái tướng đi khá là khẳng khiu luôn. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau. Và một hình ảnh mà rất là đáng thương và xúc động đó là một anh hay là chú gì đó thì Bùi Hồ cũng không có nhìn thấy rõ, và đang ngồi ghi những cái dòng chữ có vẻ như là khá là ngoan ngoạc. Chắc có lẽ là anh ngồi ở đây để chờ sự tình thương của tất cả mọi người để mà có thể giúp đỡ anh vượt qua những cái khó khăn. Tại vì không có ai á mà lúc trời mưa mà lại ngồi mặc cái áo mưa ngồi lủi thủi như thế này, cô bác quý anh chị, rất là đáng thương luôn ha. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng qua đây ha. Đi lại làm ơn cho tôi vài đồng bạc lẻ sống qua ngày. Ngày vì tôi không nhà, không cửa, không ai mướn tôi làm gì cả. Tôi nhờ cô bác giúp giùm, tôi xin cảm ơn. Không biết là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới có tuổi con mèo mới 49 à. 49 hả? Anh sẽ ngồi ở đây lâu chưa? Em làm cái ngày này cũng 7-8 tháng rồi. 7-8 tháng? Sao không ai mướn là sao? Cái bà trên kia bà mới mướn. Thiếu em tới 1 triệu khác, tới 1 triệu khác 50, bây giờ không trả tiền em nữa. Rồi còn sức khỏe không? Sao mà không lao động được? Lưng em nó bị ta cái ta kinh cây á, người người dục cái này thằng kia ra nữa nó quăng cho một chút vô cái này, giờ lưng em đau quá, giờ làm đâu cơ nổi đâu, giờ hết đi ăn xin vậy hả? Rồi không có nhà có cửa là sao? Không có nhà cửa ở đâu. Rồi ở đâu anh? Ở đâu thì em cũng ngủ trong cái mấy quán nè. Ngủ ở quán hả? Là người vô gia cư rồi. Có anh em gì không? Không có anh em. Không có anh em. Rồi cơm nước sao? Cơm nước thì mình đi lo. Người ta thấy mình, người ta cho cơm cho thì mình phát á. Phải có ai rồi. Bây giờ mấy anh em mình qua kia đi, ở đây ngoài đường á. Một cái tướng đi khá là khẳng khiu luôn. Và trên tay cầm người ta không trả tiền là sao? Mà cho cái người đó anh ta không trả tiền, người ta thiếu bây giờ cho luôn. Mặn cái gì? Mặn cái. Dạ. Họ thiếu em tới 1.650.000 bây giờ mà gần mấy năm trời rồi. Làm cây hả? Làm cây. Làm cây là làm gì? Cây mà trên xe mình dùng xuống á, hai thằng là mấy giờ không trả tiền. Chú kéo khẩu trang mấy cho con cái mặt được không? Anh trẻ mà. Anh mới 49 mà đúng không? 49 con mèo. Rồi trước giờ không có gia đình vợ con gì sao? Không. Em không biết chữ. Không biết chữ. Tháo khẩu trang ra đi anh. Em không biết chữ, em đó giờ đâu biết chữ đâu. Rồi con thấy cái mò chú xanh lạ kìa, bộ đang lạnh hay sao? Đang lạnh cũng nguyên sáng giờ nè. Bệnh gì không? Anh có bệnh gì không? Có lần có tiêu báo rồi, người có mấy công an, không có mấy người ở xóm, người ta chở đi vô mỏ giùm em. Mấy người ta ở xóm á, người ta chở đi vô mỏ cho em á. Rồi anh không có vợ con? Không. Không có hay ly chia tay hay là không có? Không có, đó giờ không có vợ con. Không có vợ con luôn. Cha mẹ anh đâu? Cha mẹ em mất luôn hồi em mới có 18 tuổi rồi. Anh có mấy anh em? Hả? Anh có mấy anh em? Em có 4 anh em à. 4 anh em. Cái tay ở trên đây là cái gì đây? Bị mình lỗi một thẹo á. Bây giờ
không có tiền, chiều nay không có tiền mua cơm ăn à. Anh sớm giờ ngồi người ta cho được nhiêu rồi? Chắc là có được càng nào đâu, hôm em ngủ bọn ác nó vô nó lấy bớt tiền em mà giờ em đi báo công an mà giờ chưa xong á nè. Lấy bớt tiền có bao nhiêu tiền? Có 1.3 triệu. 1.3 triệu là 1.3 triệu đó là làm gì có? Em cũng nhân sinh này, em cũng trùm vịnh, em giấu em cất á. Xin ngàn triệu mấy luôn? Không có, em chinh em lại bỏ gỗ trọi á, biết không? Gỗ trọi từ từ với lại mấy con là nhiêu đó. Quê nhà, quê gốc anh ở đâu? Cũng quê gốc là của em là ở nhà máy Cánh Hưng. Thành phố Cà Mau luôn hả? Ở nhà máy Cánh Hưng á. Em không dành. Vậy là anh ở nhà hay là anh ở đâu? Vì em ở dưới á, rồi em ở dưới bên này nè. Rồi mưa như thế này rồi anh ngủ ở đâu? Thì người ta cho được cái nhà ở đó. Ừ. Cho nhà ở? Ờ, rồi tối nhà ngủ, rồi mưa em ngủ mùng, em bỏ cái bóp tiền vô mùng. Bóp tiền vô mùng quá, rồi năm mươi sáng có mấy thằng ăn trộm vô nó lấy bóp tiền em, mà em sáng giờ em có tiền cơm nè. Em muốn biết là anh có mấy anh em? 4 anh em. 4 anh em. Mấy trai mấy gái? 2 trai 2 gái. 2 trai 2 gái. Rồi anh trai với lại hai chị gái đâu? Cũng đi đi, ta giàu, ta có vợ, ta ở dưới này. Ta có vợ, chồng có vợ ở trên nè. Còn có mình ở đêm mà giờ không biết chữ nè. Anh tên gì? Khanh. Dạ. Khanh. Anh Khanh. Ừ. Anh Khanh. Anh Khanh 49 tuổi. Ừ. Anh có giấy tờ gì trong người không? Không có, em giờ đâu có giấy đâu. Chứ mấy ông anh em không giữ cho rồi. Tại sao mình như thế này mà anh em mình giàu mà mình không quay lại để mình xin tiền? Ông anh giờ bỏ em đi, bỏ giờ không có ra, bỏ em luôn rồi giờ không cho em dòm ngó gì vậy đó. Anh có lúc trẻ anh có chơi bời gì không mà tại sao không dòm ngó? Ý là ông anh không có lắm. Chở mà đâu có anh về nhà đâu. Anh là thứ mấy ở trong gia đình anh Khanh? Em về em không nhớ đâu, giờ không. Giờ em không nhớ nữa. Anh xin rồi nè, mấy giờ tới giờ mà anh chưa có tiền? Hồi nhà đâu hồi nhà 12 giờ đến giờ á. Chưa ai cho anh luôn á hả? Không cho đâu, hồi giờ ta ở bơm em ngủ trong bụng mình ăn trộm chỗ đấy. Cái này rượu hay là nước đây anh? Nước anh ta cho. Nước à, trong bọc anh cái gì, cái chén gì đủ thứ cho anh vậy? Một chai rượu thuốc á, đau lưng nè mà tha vô. Rượu thuốc ở đâu có? Ta cho. Có hai vấn đề em muốn hỏi, ba vấn đề em muốn hỏi anh tiếp theo. Dạ. Thứ nhất á là cơ thể anh bệnh đang bị xương sống, ngoài xương sống ra còn cái gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Lỗ tai anh đeo cái gì kìa? Bông. Bông hả? Ừ. Đâu lấy cái áo mưa xuống cho em coi coi. Sao mà anh đeo đâu bông vậy? Tại đó mình thấy á. Trời, nó không có tiền mà đây tiền một đống. Mấy chục ngàn à. Đâu mở ra cho em coi với. Không nhiêu tiền thì à. Cho nó giờ không có tiền cơm. Không có, nãy tao mới cho mấy chục ngàn nè. Trời ơi, nhuộm đồ vàng với chợ búa không? Không. Đâu vợ xuống đeo bông, tại sao phái đeo bông? Thích làm thằng phụ nữ hay sao? Tại mình thích phái hồi nhỏ rồi đúng không? Mình thích làm gái ha. Đúng không? Là bây giờ kêu chị Khanh hay là anh Khanh? Anh Khanh. Thích làm gái đúng không? Rồi cái tay anh vẽ gì đó trên người kìa. À, lúc trước còn nhỏ sắm á. Sắm gì? Đâu có chữ xăm đại, mẹ cha đâu có chữ đâu. Tao anh đưa cái cầm tay có anh gái em thấy có vết tẹo gì ở trên nó kìa đúng không? À, có vết tẹo. Những cái vết xăm nhưng mà nó bị mờ rồi. Chắc cũng bị xó, xó gì vậy. Anh có ghiền rượu không? À, không, bây giờ không biết uống rượu. Vậy hả? Anh ngồi ở đây là
Ngày nào cũng ngồi hay sao? Không, sáng đi ra ngồi kiếm tiền đủ sống hàng ngày đó. Đâu ai lo đâu. Em đi kiếm tiền xong rồi thôi đi mà. Sao mình không đi bán, có vốn mình không đi bán với số? Vốn đâu đi bán. Hôm qua là có 1.3 triệu đó. Vì ba tao lấy mẹ rồi, nhưng mà mày thì xin 1-2 ngày nữa là đi bán được rồi. Mà xin ngồi, ngồi mưa thấy nắng tội nghiệp, mưa tội quá. Đúng không à. Anh đậu nón lên lại đây để mưa. Ủa sao ta anh cung dữ vậy? Thì mưa lạnh cung mà. Chị cho đi, chị cho đi. Dạ, tự nhiên chị. Dạ. Ngồi ở đây xin tiền hoài luôn ha. À. Nhưng mà em thấy em thấy ông cái tay rung rung thấy tội quá. Bệnh đó. Nhưng mà mấy lần trước cho cái vò ổng cũng nó sưng mà thấy sưng hơi nhiều. Thành ra ở đây nói là trong nhà trong quê á nhà nè thấy làm lộ rồi cái đi tiền phà. Cái nói thành này cái tháng này em đi tiền phà thì em ít cho ổng chứ cái tháng em nghỉ đi phà và anh ghé thì em cho. Tại vì đi làm mướn chứ không phải mà giàu sang gì. Dạ. Ờ, đó là mình tâm sự với chồng. Dạ, có lòng hỏi tâm. Dạ. Tại vì đây cũng khổ đi làm chứ không phải mà giàu sang gì. Không, mình giúp được nhiều tấm lòng nhiều. Em ở Đồng Tháp ta. Vậy ha. Em Bùi Hồ. Ừ. Dạ. Ở đây thì trong cậu Bình Ngu đi vô chút nè. Anh này anh ngồi đây lâu chưa chị? Thì nói chung là ẩm thì mấy tháng rồi, chỗ đó rồi. Rồi chỗ đó cũng có cho tiền ẩm nữa. Ẩm thì chạy xưa ôm nha, cũng thấy rồi ghé tắm lại chùa bà chế cho nữa. Cho tiền ẩm. Thì thấy nói anh ơi thôi giờ là đang làm lộ rồi em ít cho, nhưng mà từ ngày là nghỉ làm lộ tới giờ đó anh ghé đi tắp tắp mấy bên phải đó thì mình cho luôn. Thấy ẩm có tuyên nghiệp và giờ cảm xuyên hết chứ. Mình khó khăn nhưng ẩm khó khăn. Không, không hỏi thăm rồi đó giờ cho, không hỏi thăm. À, không biết nhà cửa gì luôn. Rồi cứ tâm sự với chồng vậy đó. Anh nói là nhà ở gì Hưng Hưng á. Hưng là Phú Quân cái gì? Là Tân Hưng. Ở đây có Phú Quân là Tân Hưng. Cái gì Hưng? Anh Canh. Ở nhà Má Kính Hưng. Bắc Kính Hưng rồi. Bắc Kính Hưng thì cái đó mình không biết. Nhà Má Kính Hưng á. Nhà Má Kính Hưng cái đó biết. Tháng rồi đi làm thì đang làm lộ. Nói thôi đi làm thì đang làm lộ rồi tiền phạt tiền đòi quá nhiều rồi mình không có cho chú. Rồi bây giờ từ đó lên là mình nghĩ là ta làm lộ rồi mình đi gửi tiền phạt đó mình dính lại tôi không ăn tôi cho đi. Đang cơm nhà tôi cho. Nói gì nữa. Thấy ngồi tội nghiệp lắm. Tội nghiệp. Nhưng mà cái giò lúc trước tôi cũng làm là dễ thôi. Đó là bên đây lúc đó còn gấp đó. Hồi nãy cái giò phải không? Cả mới nói chú ngồi đây anh ơi. Chú ngồi đây em ơi. Đi ngồi có thể em trả lại đi tại vì chú ngồi hơi sớm. Đi hút qua đó rồi cho chồng qua lại. Thấy ông ngồi mà đi hút lỡ chết. Hình như là anh Khanh là thích làm con gái hơn. Thấy có đeo đeo bông ở trên cái tay kìa. Cho chứ hồi đó giờ ghé cho chứ không để ý. Không để ý không có để ý. Thích nhuộm tóc màu vàng nữa. Cái đeo bông ngự lắm. Rồi không có dép luôn. Trang điểm cho hay gì đó. Đâu. Mấy anh quay coi 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 nếu có ai làm mai giống luôn đi. Phải mà có ai mua cho ổng mà dép chứ đi vừa không cái này chịu không nổi đâu vừa không ba cái xi măng này nó ăn dưới rồi. Dạ, ăn lắm. Chú bị bệnh vậy mà cái giò nó sưng nè chú. Cái giò. Đâu đưa cái chân ra cho em coi coi. Cái giò thì có tê gì không? Chân chú có tê gì không? Không nó bị chắc có người đưa là cho hay à. Có người nào đưa anh lại đây không? Hay là anh tự lội bộ lại? Ừ, anh nào không ai đưa cho nó. Chỉ là chắc cũng đi xe ôm chứ sao? Đi xe ôm hay là đi bộ lại? Đi bộ. Đi bộ nhà cách đây mấy cây số? Có nhậu nhẹt gì được không? Không biết nhậu. Chú, có nhậu nhẹt gì được không? Không biết nhậu. Không biết nhậu. Không biết nhậu luôn. Ừ. Thôi vậy đi anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi cắt tiền cho đi để ướt. Bữa nào đi. Ô ngồi thấy tội quá Đạt ha. Mỗi ngày là chú xin tiền rồi mua cơm hộp ăn hay sao? Người ta cho cái nồi cơm mới về nhà mình nấu ăn lên. À. Nhà của anh là một cái nhà cắt người ta cắt hay là anh tự che trại để nở? Không có cái người ta cắt phòng trọ đó anh ta cho mình nở. À anh ở trọ người ta cho ở không? Ờ nhà Mát Hưng hồi nãy nói nhà Mát Hưng đúng không? Ừ cái nhà trọ đó người ta cho mấy người ta bướng á mày đây là được cho mình nở. À, anh ở trọ nhiêu tháng? Không có anh ta không có tính tiền không tính tiền cho không? Ừ.
Rồi mấy anh mình có tìm mình không? Anh chị mình có tìm mình không? Không, giờ mà giờ bỏ luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Ở đâu có bây giờ ngó gì tới em đâu. Dạ dạ. Dạ, cảm ơn anh. Vậy là bỏ luôn. Có giận hờn gì không mà bỏ anh Khanh? Bỏ hờn. Giờ mà ông nhờ mấy công an ấy, giờ mà em có thằng em á, giờ mà mấy chú mà đừng có mà cho tiền nữa, giờ em về em không có còn thằng con nào trên nữa. Sao cái tay nói chuyện rồi cái tay của anh run quá à? Để mình là chút xíu á, mình ngủ bụng nó bị giật hơi tê đầu, mình đi mua tê tê uống vậy đó. Ngày nào là cũng mua 2-3 liều vậy đó. Dạ. Có nghiện rượu không? Không đó, giờ không biết rượu hoa. Mà nói đó giờ không biết uống rượu. Thiệt không chú? Thì em đi giúp em làm con chó cho cô hai anh liền á. Tại em thấy rung 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 nè, em tưởng đâu là không có à, chị mưa đó thì về mặt nó mưa vô nó lạnh nè. Rồi mình xin như thế này là tính tiền nào mới về nhà? Chỉ cỡ 5 giờ mà mình về. 5 giờ về. Xin về là 5 giờ về. Về anh tự nấu cơm ăn luôn hả? Rồi bây giờ anh Khanh có uống bún gì không? Có ước muốn gì không? Hả? Anh có ước muốn gì không? Có cho tiền thì em để dành em chốc cho anh em. Giờ em chứ trong mình em không đủ tiền chốc nè. Cho tiền nhiều quá rồi người ta ăn cắp nữa sao? Nhà mình đâu an toàn đâu. Ủa? Hôm qua em bất ngờ lại hỏi. Anh nói anh ở nhà trọ mà tại sao người ta vô lấy cái bóp anh được hết rồi? Được, ý là em ngủ em đâu có đóng phòng trọ đâu. Ủa không có đóng vòng trọ sao không đóng? Nhìn tiền nè em gửi cho anh nè. Như đây là anh ăn cơm được mấy bữa rồi? Sao? Sao? Anh Khanh mình có vẻ khá là lạ luôn. Anh nhìn sao hả? Không sao đâu. Sao chó ít buồn hay sao? Hả? Có tiền cho em xin mấy giống nè cô em ngủ. Ngày nào cũng cho. Ngày nào cũng cho. Em ngủ môn bị ngày nào cũng cho hết trơn hả em? Thì cứ... Ủa, em anh hỏi anh này cắt em lên đây gọi hỏi cái này không? Dạ. Rồi đi, anh này là sao ấy anh? Gặp làm đây lâu chưa? Ngồi đây suốt mà. Hả? Ngồi đây suốt hả? Ngồi đây suốt hả? Dạ. Em đi ngang em gặp là anh cho hả? Dạ, em ở trong đây. Vậy hả? Dạ. Em biết gì gia cảnh của anh này không? Biết, ở dưới này hả? Vậy hả? Ở dưới này mà ở trọ hay sao? Ở trọ. Ngồi đây suốt luôn hả? Trước ngồi ngồi đó thì em thấy lại ngang là em thấy anh cho à. Có uống rượu nhậu nhẹt gì không? Không. Có người thân gì không ta? Có người thân. Dạ như là ở có ba mẹ ở xa quá, hoặc như là cưới vợ hay cưới chồng sau hay là cưới chồng trước vậy đó, thì như là cưới vợ ba cũng cưới vợ rồi không cho ở chung, muốn mình chọn. Có nghĩa là có ba cưới vợ sau. Đúng rồi. Rồi đuổi ra không cho chung. Mà bà vợ không cho chung, muốn phòng trọ riêng. Ấy này nè. À. Nên bây giờ là ra sống phòng trọ riêng mình nên vậy đó. Dạ. Tự ăn uống luôn. Dạ tự. Sao mà không có lao động được vậy sao ta? Tại bệnh nhiều đó. Bệnh nhiều lắm. Ừ. Cũng tội đó mà thấy cũng cho mua cho hoài à, mà em đi ngang cho tiền hoài à. Bệnh nhiều lắm. Vậy hả? Nhà khá giả không? Nghe nói là cũng có điều kiện mà như là anh này cũng gánh hết nữa. Em nghe nói vậy thôi. Tại vì con bé bạn của em là gần nhà của bé này thì gánh là sao? Dạng như là gánh, dạng như là
nó khá giả lắm. Dạ, ông này là ông tránh cho ông kia hết luôn á, có anh em á. Dạ, nó khá nó chạy chạy xe ô tô. Anh nhưng em mà không lo, cũng lo mà không lo. Ừ, nhà cũng khá nhưng mà anh này là ảnh... Anh em rất là khá. Ờ. Chứ mà vậy đó, còn anh này là anh tội lắm. Ừ. Chứ mà vậy. Thì ghé ngang hoài, nước bé thì ngày nào cũng cho hết trơn á. Ừ. Bữa nay bệnh lên sao rồi? Giờ nó đau lưng à. Vậy? Đau lưng à, giờ chẳng được ăn cơm đâu, có tài nào ăn cơm. Muốn ngủ người ta vô cho lấy tiền, cho lấy tập điện cho rồi. Chị hả? Ừ. Lấy hết một nên tôi được. Mà lấy vậy đưa hết một triệu ba đang chục đó. Chị có mang mấy vậy? Học có mấy thằng nhỏ nhỏ rồi nè. Thấy lúc anh thì sáng giờ đấy còn tối quá, ngủ quá, không đóng cửa phòng. Gian nhiều lắm. À. Giờ bữa nay da tới tay tới chân rồi thấy không? Anh cũng thấy hả? Ừ. Rồi rồi cái bản đâu rồi? Cái bản thì công an lấy rồi trả lại chưa? Trả đâu rồi anh vẽ bản này nè. Có cái bản trước nữa bị lấy hả? Bị công an lấy. Đúng rồi, tại vì là mất cảnh quan đô thị. Ô thầy ngồi vậy dạ, rồi sao ngồi đây ướt rồi, rồi bữa nay nhờ ai vẽ gì kia vậy? Thì mấy người kia bên nó vẽ giùm. Dạ. Bữa nay được nhiêu vậy? Sáng giờ được mấy chục ngàn à, đủ mất tiền rồi, sáng giờ tôi đang buồn mình thị trang. Dạ đây mất. Thì mấy đứa nước đó, 50 trái lá rồi, tôi nói thôi vô cái mưa mùng nó lấy cái bớt tiền cho em luôn. Vậy hả? Rồi cái bản rồi sao không kêu, lại phường cho chưa xin lại? Tôi đi đụng chết đi đâu. Vậy hả? Ước rồi nhờ ai kia vậy? Là mấy người ta ở dưới á. Chỗ nhà thật quá không? Ờ. Bữa nay được nhiêu? Đủ tiền cơm mà. Nãy giờ ở đây là mới đây không thấy nãy giờ nửa tiếng là được 60 rồi. Cái nào không đi ngang cho có nghĩa là có tiền mua thuốc uống nữa đúng không? Có tiền ấy thôi chứ không có tiền đi khám ấy đâu, tại con bệnh nhiều lắm rồi, tại cái gan mà nó lan ra vô rồi. Đâu còn ấy đâu. Rồi ăn gì chưa? Chắc là tao không có gì đâu hả? Chắc là tao không có gì đâu. Dạ. Rồi ông bà già ở chồng con không? Đáng sao? Cho đâu đủ đi luôn rồi, giờ đủ đi. Đủ đi luôn rồi. Đuổi luôn rồi. Ừ. Thì bác có cho vô nhà đâu, mà không chở mình tự thân mà. Ờ, ba là ba. Nói chung là nhà. Có vợ sau đây hả chị? Dạ. Em chỉ nghe nói thôi chứ mà chưa có lại tới nhà. Nhưng mà thật sự là như vậy. Tại vì em biết tại lâu rồi anh ở đây một vòng hay không, ở một vòng hay mà. Nói chung là nhà cũng khá giả. Tuy nhiên thì do một cái gì đó mà bây giờ anh phải chọn một cái cuộc sống riêng tư. Do nhà gia đình cũng ấy lắm. Nói chung là thấy anh tội vậy thôi chứ chỉ nghe nói là nhà khá vậy thôi chứ em thì em chưa có biết là họ hàng của ảnh là nhìn có những ai. Tại vì nghe thì gần gần ở gần đó người ta nói vậy thôi. Chắc ảnh cũng tại mình đó là chỉ xin có đồ ăn em thôi chứ không phải là gì ta thương. Không. Nói giọng mày không có ai chứ. Ông không phải chắc ta bắt ông đi mất rồi. Thương nó cho gì nè. Nói chung là anh em của tụi mình á là muốn chia sẻ clip này để cho mọi người có thể ủng hộ cho anh nhiều hơn. Ai mà có đi ngang đoạn đường ngay tại thành phố Cà Mau á, hướng mà từ Xuyên Á đi về á thì gặp anh trước cổng công ty Đạm Cà Mau. Trước cổng công ty Đạm Cà Mau thì có thể ủng hộ cho anh một ít, mọi người chung tay nhau một tí xíu để mà cho anh có thể có tí cơm gì. Không biết là gia đình anh có thể xem được clip này hay không. Tuy nhiên đây là một cái clip mà chia sẻ về cái cuộc sống của anh thôi. Mình sẽ không đề cập đến sâu quá về cái vấn đề gia đình của anh. Dạ, chị thấy anh tội. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cho anh trở lại cái bên kia ngồi đi để anh có thể tranh thủ về sớm để mà kiếm thêm một chút đỉnh tiền. Dạ anh ha. Dạ. Rồi em chào anh. Ngồi đó hả?